Nếu như nói tiếng Anh với các bạn là một cơn ác mộng kinh hoàng thì trước khi hoảng loạn, hãy bình tĩnh và xem hết video này của Trang. Bởi vì trong video ngày hôm nay, Trang sẽ rút hết ruột gan và 10 năm kinh nghiệm đèn sách của mình để chia sẻ với các bạn về những cách tự luyện nói tiếng Anh. Nào, hãy cùng bắt đầu thôi và chào đón các bạn đã cùng quay trở lại với YouTube channel I Am Mai Trang. Nếu như đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thì chắc hẳn nhiều bạn cũng như Trang cho rằng nói là kỹ năng khoai nhất, bởi vì nó là cái kỹ năng mà khiến chúng ta dễ bị bộc lộ điểm yếu nhất. Nói tiếng Việt trôi chảy thôi đã căng rồi chứ đừng nói là nói bằng tiếng Anh. Mà đặc biệt hơn nữa, nếu như với các kỹ năng như là nghe, đọc, viết thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào một việc thôi. Còn khi mà sử dụng đến kỹ năng nói thì lại là sự kết hợp của rất nhiều những kỹ năng khác nhau. Ví dụ như vừa là nghe này, bởi vì nghe mà không hiểu thì làm sao nói lại được, phải không nào? Vừa lại là ngữ pháp này, vừa là từ vựng này, bên cạnh đó lại còn là khả năng phản xạ nhanh và cả thần thái nữa. Thế cho nên học nói tiếng Anh tốt không chỉ là phát âm chuẩn đâu, mà nó còn là cái sự tự tin của chúng ta khi giao tiếp nữa. Đầu tiên là một cách kinh điển mà Trang cũng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở các videos về tiếng Anh khác của Trang rồi, đó chính là shadowing. Đây chính là kỹ thuật đã giúp cho Trang học cách nhấn nhá này, biểu cảm này, nói chuyện tự nhiên hơn này, phản xạ nhanh hơn này. Và chi tiết về cách thức shadowing như thế nào thì các bạn hãy xem ở video này nhé. Có một phiên bản khác của shadowing nữa mà Trang muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay, mà chắc chắn là các bạn cũng đã từng làm rồi nhưng các bạn chưa nhớ ra đấy thôi, hồi còn bé ấy, đó chính là học tiếng Anh qua các bài hát. Mặc dù từ ngữ này, ngữ pháp này trong các bài hát thì có khi là chưa chuẩn đâu, thế nhưng cái việc mà chúng ta cứ nghe đi nghe lại ca sĩ hát, sau đó mình lẩm nhẩm, mình hát theo và mình cố gắng bắt chước cho bằng được cái cách mà ca sĩ hát là cách cực kỳ hiệu quả để giúp chúng ta luyện nói tiếng Anh chuẩn hơn rất nhiều đấy. Hồi xưa lúc mà còn nhỏ, Trang rất là thích bộ phim Hoàn Châu Cách Cách, cho nên là Trang có đòi ông của mình mua cho mình một cái đĩa, và trong cái đĩa đó thì có tất tần tật các bài hát của Hoàn Châu Cách Cách. Hồi đó thì mình nghe nhiều lần, xong mình thậm chí còn lấy giấy bút ra mình ghi chép lại cái phiên âm của bài hát này bằng một cách rất là ngô nghê để mình tập hát theo. Sau này có internet, mình lên mình tra lại xem ngày xưa mình hát như thế nào thì mình mới thấy là ngày xưa mình hát cũng chuẩn ra phết đấy, và thậm chí đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ cái phiên âm của bài hát đó là gì. Đấy, các bạn thấy không? Việc lắng nghe này rồi nhại lại theo lời ca sĩ hát là cách để chúng ta học nói gần nhất với họ, mặc dù có thể mình chẳng hiểu là người ta đang nói cái gì. Khi mà học tiếng Anh cũng tương tự như vậy, trước cả việc mà mình cần phải biết xem từ này nghĩa là gì hay là ngữ pháp này ra sao, các bạn chỉ cần phát âm chuẩn, học phát âm chuẩn bằng cách là lắng nghe các ca sĩ có giọng bản ngữ, có giọng bản địa hát thật là chuẩn. Ví dụ như là Taylor Swift này, Ed Sheeran này hoặc là Adele này đã giúp cho chúng ta có được phát âm tốt hơn rất nhiều rồi đấy. Thứ hai, hãy tự tập thuyết trình bằng tiếng Anh. Các bạn có nhắn tin cho Trang rất nhiều và comment ở dưới các videos của Trang là làm như thế nào Trang có thể nói nhanh như thế này mà không vấp. Đơn giản là bởi vì Trang luyện tập rất nhiều các bạn ạ. Ngày xưa cái hồi mà Trang đi casting để dẫn chương trình á, thì Trang luyện tập bằng cách là đứng trước gương, sau đó là cứ bấm điện thoại hoặc là bấm giờ 1 phút 30 giây, nói về một chủ đề bất kỳ, hùng biện về bất kỳ một chủ đề nào đó, và làm sao để trong 1 phút 30 giây đấy nói được hết các ý mà mình muốn nói mà không vấp. Cứ tập đi tập lại cho đến khi nào mình không vấp nữa thì thôi. Còn bây giờ thì Trang luyện tập bằng cách là một tuần 3, 4, thậm chí là 5 lần dẫn chương trình này, và một tuần 2 lần thì làm YouTube cho các bạn, cho nên là cái khả năng nói cũng như là khả năng tư duy của mình được đẩy lên một cách rất là nhanh chóng nếu như các bạn luyện tập thường xuyên. Các bạn cũng như vậy, muốn luyện tập nói trôi chảy thì hãy lên mạng Google TOEFL Speaking Question 1, sau đó là các bạn xem đề của họ là những cái gì, trả lời theo những câu hỏi của họ và bấm giờ chỉ trong khoảng chừng 45 giây đến 1 phút thôi là phải nói hết tất cả các ý của mình rồi, với các đoạn hoặc là ngắc ngứ ít nhất có thể. Những đề của TOEFL Speaking Question 1 thường là chỉ hỏi về quan điểm cá nhân của các bạn thôi, cho nên là không cần thiết phải có quá nhiều những kiến thức xung quanh xã hội để có thể trả lời hay là tập thử những câu hỏi như thế này. Bên cạnh đó, việc luyện tập nói ở dưới áp lực thời gian sẽ khiến cho các bạn tập trung hơn rất nhiều. Các bạn phải học cách làm sao để sắp xếp ý tứ một cách mạch lạc nhất, nói một cách trôi chảy nhất, sử dụng từ ngữ làm sao mà không sai và sử dụng ngữ pháp cho chuẩn nhất nữa. Và hãy yên tâm rằng nếu như các bạn đã luyện tập được, ví dụ như là thuyết trình hoặc là hùng biện ở dưới áp lực thời gian mà lại còn bằng tiếng Anh nữa rồi á, thì ra ngoài đường các bạn sẽ không sợ một ai nữa hết. Các bạn sẽ có khả năng nói về bất kể chủ đề gì mà không sợ ai hết luôn á. Và điều này quan trọng này, mỗi lần luyện tập các bạn nhất thiết là phải ghi âm lại và sau đó nghe lại xem mình đang nói như thế nào, mình đang có những cái lỗi phát âm ở đâu. Yên tâm đi, ban đầu nó nghe sẽ rất tệ, rất rất tệ, tệ đến mức là các bạn không muốn nghe tiếp, không tin đó là chính mình. Thế nhưng dần dần khi luyện tập nó sẽ tốt lên và các bạn sẽ càng ngày càng thấy yêu cái giọng nói của mình hơn khi mà chứng kiến nó tốt lên mỗi ngày. Rồi, bây giờ nói là làm, Trang muốn các bạn ngay bây giờ hãy dừng cái video này lại trong vòng 2 phút và trả lời một câu hỏi sau đây. Trang sẽ đưa ra cho các bạn một câu hỏi, các bạn sẽ có khoảng 30 giây để suy nghĩ và sau đó là 1 phút để trả lời nhé. Câu hỏi dành cho các bạn là: Do you prefer traveling alone or traveling with a companion?
Nào, bây giờ hãy dừng video này lại và thử nghĩ cũng như thử nói luôn nào. Nếu như thấy thuyết trình hay là hùng biện theo một chủ đề nhất định nặng đô quá, choáng quá với các bạn, đặc biệt là với những người mới bắt đầu tập nói tiếng Anh, thì cách này có thể sẽ nhẹ nhàng hơn với các bạn này. Đó chính là các bạn hãy thực hiện những cuốn nhật ký của mình bằng videos. Nó giống như là dạng vlogging á. Mỗi ngày có những sự kiện gì diễn ra, các bạn đang trải qua những trạng thái tâm lý như thế nào, có chuyện gì khiến cho các bạn vui, buồn, phấn khởi, hào hứng, thì các bạn hãy quay lại chính bản thân mình và kể về câu chuyện đó. Đây sẽ là một cuốn nhật ký videos bằng tiếng Anh mà các bạn kể lại cho chính mình nghe. Và nhờ cách này thì không chỉ giúp cho các bạn luyện nói tiếng Anh về những chủ đề rất là thông thường xung quanh chúng ta và giúp cho các bạn diễn đạt được cái ý tứ và khả năng tư duy của mình, nó còn giúp cho các bạn tự sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình một cách tốt hơn đấy. Mặc dù là không bao giờ có ý định chia sẻ những video này cho ai hết, nhưng mà bởi vì nhân ngày hôm nay chia sẻ với các bạn về tip tự luyện nói tiếng Anh, cho nên Trang cũng sẽ trích một phần ngắn thôi trong những video mà Trang thường hay làm khi mà đi một mình để khích lệ các bạn nhé. So here we meet again and welcome to the next episode of I Am My Trang on the Move. So I'm not heading home now at the moment, but I'm heading to my workplace, aka my second home. The law of attraction tells you that if you believe in something, if you desire something, so it will appear in your hand, it will show up. Hi guys, I'm on the way back home and I am just full of inspiration at the moment. And I think that I want to talk a little bit what is on my mind. Các bạn vừa được xem một phần bí mật cuộc sống của Trang rồi đấy. Các bạn cũng có thể làm những video này ở nhà hoặc là ở bất kỳ đâu, những nơi nào mà các bạn cảm thấy thoải mái nhất, như là một cách để tập diễn đạt và kể về những thứ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình. Điều này cũng rất là có ích nữa trong trường hợp sau này mình yêu một anh Tây hoặc là mình có một người bạn nước ngoài hỏi mình về cuộc sống hiện tại của mình ra sao, thì mình cũng đã có sự chuẩn bị trước và mình có thể bán tiếng Anh như gió luôn. Với ba cách mà Trang nói ở trên thì các bạn hoàn toàn có thể tự luyện tập nói tiếng Anh ở nhà một mình. Tuy nhiên, nói tiếng Anh mà lại chỉ nói một mình thì làm sao mà có tác dụng được. Mình phải đặt mình ở trong môi trường, phải giao tiếp với người khác thì mới biết xem cái khả năng thực sự của mình đến đâu. Bởi vì mình cứ tưởng là mình nói hay, nhưng mà nói với người khác người ta không hiểu thì cũng chả có tác dụng gì hết. Và quan trọng hơn hết là cái tiếng Anh mà mình học ở trong sách vở đôi khi nó cũng rất là khác so với tiếng Anh mà mình dùng thực tế hàng ngày. Vậy cho nên, Trang khuyên các bạn hãy vứt mình ra ngoài kia để thực sự trải nghiệm nói chuyện với người nước ngoài hoặc ít nhất là nói chuyện với một người Việt Nam bằng ngôn ngữ nước ngoài để luyện tập nói tiếng Anh tốt nhất. Một gợi ý cho các bạn là các bạn có thể đến những câu lạc bộ tiếng Anh. Có rất nhiều các câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí dành tới cho các bạn và họ luôn luôn chào đón những thành viên mới. Trước kia cái hồi mà Trang rất là muốn cải thiện tiếng Anh của mình thì Trang cũng đã tìm hiểu và có đến thử một số các câu lạc bộ rồi. Cái câu lạc bộ mà Trang chọn đến á, thì họ mỗi tuần sẽ có một chủ đề riêng. Các bạn sẽ có thời gian chuẩn bị ở nhà về cái chủ đề đó. Và khi đến nơi thì các bạn sẽ thảo luận cùng với nhiều người khác nhau. Sau đó thì các bạn sẽ lên trên sân khấu và nói trước đám đông, thuyết trình về cái chủ đề mà bạn đã chuẩn bị trước. Sau đó chưa hết lại còn có rất nhiều người ở dưới hỏi bạn nhiều câu hỏi, bắt bạn phải phản biện lại chính cái chủ đề mà bạn vừa mới thuyết trình xong, khiến cho bạn rất là áp lực, rất là sợ. Đôi khi có những người sẽ không dám nói, nhưng thực ra đó mới chính là những môi trường khiến cho các bạn thực sự phải nói tiếng Anh để có thể sử dụng tất cả những cái neuron thần kinh của mình và tổng hợp tất tần tật ngữ pháp, từ vựng rồi cả kiến thức của mình để truyền đạt cho những người ở dưới người ta hiểu được nữa. Cho nên áp lực thì lại đi kèm với cả sự tiến bộ. Vậy nên Trang khuyên các bạn là hãy thử ít nhất một lần nói tiếng Anh trước đám đông đi. Các bạn sẽ cảm nhận được điều này rất là rõ và các bạn cũng sẽ hiểu được điểm yếu của mình đang ở đâu. Ở Hà Nội thì Trang thấy có rất nhiều các câu lạc bộ tiếng Anh như thế này, các bạn có thể Google là thấy luôn này, hoặc là các bạn cũng có thể tham gia những câu lạc bộ tổ chức như là Hà Nội Kids, tiếp đón những cái người khách nước ngoài đến với Hà Nội, sau đó là giới thiệu những cái người nước ngoài này tới với những điểm đến, những địa danh văn hóa, và như là một cách để chúng ta học tiếng Anh luôn, giao tiếp với họ luôn. Hoặc như nhiều người Trang thấy là rất hay lên Hồ Gươm để đi tìm những người nước ngoài và giao lưu với họ. Cá nhân Trang thì không thích cách này cho lắm, bởi vì Trang thấy là nếu Trang là cái người nước ngoài đang đi du lịch đi thì Trang sẽ thích là được tận hưởng cái không khí đó thoải mái một mình, chứ không muốn bị làm phiền với mục đích là để học tiếng Anh chẳng hạn. Tuy nhiên dù là gì đi chăng nữa, các bạn cũng nên chọn cho mình một phương pháp hiệu quả nhất với bản thân mình và hãy thử tập tiếng Anh ở một cái môi trường bắt buộc phải giao tiếp với một ai đó, tốt nhất là với người nước ngoài và là người bản xứ, để mình có thể ngay lập tức và nhanh chóng nhất tiến bộ hơn trong việc nói tiếng Anh của mình nhé. Còn nếu như các bạn là những người nhút nhát, chưa tự tin vào khả năng nói tiếng Anh của mình và cũng ngại tiếp xúc ở chỗ đông người, muốn tìm những gia sư để học một một là những người bản xứ mà lại không biết tìm ở đâu, thì các bạn có thể thử sử dụng một app có tên là Cambly. Cambly là một app học tiếng Anh ở trên điện thoại hoặc là trên máy tính để giúp cho các bạn kết nối trực tiếp với những gia sư người bản xứ ở tại nhiều quốc gia khác nhau, và những người này sẽ giúp cho các bạn sửa lỗi khi mà phát âm này, thậm chí là họ còn động viên các bạn rất là nhiều khi các bạn nói, để giúp cho các bạn sẵn sàng nói
nhiều hơn nữa. Rất nhiều các gia sư sẽ luôn luôn trực tuyến ở trên app để cho các bạn vào kết nối bất kể lúc nào, nói chuyện về bất kể chủ đề gì để tiếng Anh của chúng ta trở nên tốt hơn. Nhưng nếu như các bạn có những mục đích học cụ thể hơn thì Cambly cũng sẽ có những khóa học để đáp ứng cho những nhu cầu đó. Đây là khóa tiếng Anh cơ bản này, nâng cao cũng có, đây là khóa tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành này, hoặc là các khóa để biểu đạt bản thân qua các chủ đề khác nhau, hoặc là chuẩn bị cho kỳ thi IELTS của các bạn. Như Trang thì đang học một khóa là Express Yourself với chủ đề là Healthy Mind, Healthy Body, bởi vì Trang rất là thích chủ đề này. Nhân đây thì Trang cũng muốn mời các bạn hãy cùng thử tham gia một lớp học trên Cambly với Trang để xem nó như thế nào nhé. Bây giờ thì đã là 1 giờ 57 rồi, 2 giờ thì Trang có hẹn với giáo viên và mình sẽ lên sớm một chút để xem giáo viên đã lên chưa nhé. Mình có thể bắt đầu ngay bây giờ. Trang có xin phép trước gia sư của mình là ngày hôm nay sẽ quay lại rồi nên Hi. Hello. Hello. Mình vừa mới start nhầm lesson với một giáo viên khác, mặc dù mình đã có hẹn với cả một giáo viên khác trước rồi. Thực ra cũng rất là dễ thương. Nếu như các bạn chọn giáo viên ngẫu nhiên thì có khi các bạn cũng sẽ chọn được một giáo viên như vậy. Nhưng mà vì Trang đã có hẹn với cả chị Kim là gia sư từ trước. Hi Kim. Hello. How are you? Hi, yeah, I'm great, thank you. How are you? Everything is good here. So it's raining a little Perfect. Bit. Just stop. So today's lesson is working up a sweat. Yeah. Let's go straight into it. Yes. Children should get 60 minutes of exercise each day. However, only about half of American kids meet that goal, and less than 4% of US schools require daily physical education class. Yeah, very good reading there. To boost is like elevate. 6 out of 6 there. Ooh. Really happy. Trang vừa kết thúc buổi học dài khoảng 30 phút với Kim là một gia sư người Anh, bây giờ đang mắc kẹt ở Hội An vì tình hình Covid-19 nên là bạn ấy không đi đâu được nữa. Buổi trước thì Trang cũng đã học với Kim rồi và Trang rất là thích cái accent cũng như là energy, năng lượng của Kim, cho nên lần này Trang lại tiếp tục học tiếp với Kim. Các bạn cũng có thể chủ động lựa chọn giáo viên hoặc là gia sư mà mình yêu thích bằng cách là truy cập vào trang cambly.com hoặc sử dụng app Cambly, sau đó là dùng công cụ lọc filter và từ đó mình có thể chọn xem là trình độ của gia sư như thế nào này, hoặc là accent của họ ra sao, hoặc thậm chí là chọn theo cái khóa học mà mình muốn học thì gia sư nào sẵn sàng dạy những cái khóa học đó nữa. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể chủ động chọn một lớp, sau đó là cứ bắt đầu lớp học đó thôi, thì sẽ có các giáo viên được phân công tới dạy cho bạn. Như là lúc đầu Trang ấn nhầm, các bạn thấy đấy, là cũng có cái anh tên là Crack, anh vào nói chuyện với Trang. Cơ mà sau đó thì mình có hẹn với Kim rồi nên là mình ra để mình học tiếp với Kim. Cá nhân Trang thì rất thích Cambly ở sự chủ động của mình. Ví dụ như mình có thể hoàn toàn lên lịch học bất kể lúc nào 24/7. Mình chọn được luôn giáo viên nói giọng Mỹ, giọng Anh hay là giọng Canada hoặc là các giọng khác nữa. Mình có thể tự lên kế hoạch học tập của mình theo ngày, theo tháng, theo tuần, theo năm. Tất cả những video của các buổi học thì đều được ghi lại này, và mỗi buổi học thì một thôi, cho nên rất là riêng tư. Thậm chí nếu như các bạn chưa tự tin vào khả năng nói tiếng Anh của mình lúc mà mới học, mới bắt đầu, thì các bạn có thể chọn luôn cả những giáo viên có khả năng nói tiếng Việt bằng cách là viết Vietnamese ở phần công cụ lọc ở trên cambly.com hoặc là trên app, thì các bạn sẽ tìm được những giáo viên đó. Trang cũng cảm ơn Cambly đã tài trợ cho video này của Trang ngày hôm nay, và để khuyến khích các bạn nói tiếng Anh nhiều hơn, học tiếng Anh nhiều hơn, Trang sẽ dành tặng cho các bạn 10 phút học thử miễn phí ở trên Cambly với mã là I am Mai Trang, và giảm giá tới 35% tất cả các khóa học tại Cambly với mã là I am Mai Trang 35. Trang sẽ để link ở dưới phần description box, các bạn nhớ check và hãy nhớ thử nhé. 10 phút miễn phí thôi cũng đã đủ để chúng ta nói nguyên được một câu chuyện và thử xem khả năng nói tiếng Anh của chúng ta đến đâu rồi đấy. Một lần nữa thì Trang muốn nhắc nhở với các bạn rằng video này không phải được thực hiện chỉ trong 1-2 ngày, mà nó được thực hiện trong 10 năm vừa qua đúc kết kinh nghiệm luyện tập của Trang đấy. Chính bởi thế, khi mà các bạn luyện tập tiếng Anh á, đặc biệt là khi luyện nói, thì đừng quá nóng vội và kỳ vọng rằng chỉ 1-2 ngày hoặc là 1-2 tháng mà mình đã nói tốt lên. Hãy cứ từ từ, hãy cứ kiên nhẫn, rồi chúng ta sẽ nói tốt lên, và bỗng một ngày các bạn sẽ thấy các bạn nói siêu như là người bản xứ cho mà xem. Trang cũng đang tiếp tục luyện nói để hoàn thiện được khả năng của mình, và trong quá trình đó nếu như tiếp tục học được những kỹ năng gì hay hơn, Trang sẽ chia sẻ lại cho các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.